chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nữ mạng, được thần tài ban lộc phát tài, đón vận may liên tiếp, gặp thời đổi đời giàu to, tiền vàng nhét chật két, đúng trong năm Ất Tỵ 2025. Quang Hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Quý bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 thân mến, chịu đựng áp lực là một kỹ năng cần có trong cuộc sống, nhưng lắm khi do chịu đựng quá lâu, Tân Dậu sẽ thấy mỏi mệt, cứ phải gồng mình lên, cứ phải cố cứng rắn, mạnh mẽ lên. Vậy nên Tân Dậu phải có một kỹ năng khác, đấy là sự thản nhiên, bình lặng. Chuyện xảy ra thì ta giải quyết, việc tới thì ta làm, vấn đề đến thì ta xử lý, không oán hờn, không kêu ca, không than thân, không trách phận, không hận trời, không oán đất, không giận đời, không buồn người. Đường là Tân Dậu chọn, việc là Tân Dậu quyết, mọi thứ là do bản tâm Tân Dậu mong muốn, dù là giàu thế khó thì từ từ mà gỡ. Chuyện quá khứ do ta tham, hay do ta ngu, hay do ta sân si, khiến hoàn cảnh hiện tại biết cũng không sao cả, miễn đừng lặp lại. Cứ bình thản mà làm mọi thứ, dần dần Tân Dậu sống trên đời đều có thể trải qua bất kỳ sóng gió nào, nếu không thì cả cuộc đời thật nhạt nhòa, vô vị. Những khó khăn và thất bại Tân Dậu gặp phải trên con đường nhân sinh là điều khó tránh khỏi, vậy thì không thể vì sợ thất bại mà Tân Dậu dừng chân không bước tiếp, không dám thử thêm một lần. Nếu cố thêm một lần nữa mà vẫn không thành công, thì chí ít Tân Dậu cũng biết rằng cách này không ổn, cùng lắm thì ta làm lại từ đầu. Cuộc sống luôn có nhiều ẩn số thú vị, vậy nên hãy lạc quan và tìm cho mình những tia hy vọng dù là nhỏ nhất. Mới đây nhất, theo luận giải của các bậc thầy tử vi dựa vào cung mệnh và lá số tử vi thì thấy rằng, đúng trong năm Ất Tỵ 2025, nếu tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nắm bắt được cơ mệnh này, thì ắt khổ nạn tiêu tan, đặc biệt là bản mệnh Tân Dậu sẽ bất ngờ được ơn trên ban lộc. Song lộc phúc tinh, cùng cao tinh chiếu soi rọi cho vận trình của bản mệnh rực sáng, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Không những thế, thời điểm này còn là một bước đệm rất quan trọng để những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 có được sự giàu sang, phú quý từ nay cho tới suốt cuộc đời. Vậy chi tiết vận trình trong năm Ất Tỵ sẽ diễn biến như thế nào? Tuổi Tân Dậu cần phải làm gì để đón nhận những cơ may đổi đời ơn trên ban cho? Thì ngay sau đây hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết nhé. Thông tin đặc trưng tính cách người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nữ mạng. Tân Dậu sinh năm 1981, hay còn được gọi là Long Tàn Chi Kê, gà trong lồng. Năm sinh dương lịch từ 15 tháng 2 năm 1981 đến 24 tháng 1 năm 1982, tuổi âm lịch 45 tuổi, nữ thuộc cung Cấn Thổ, Tây tứ mệnh. Tân Dậu theo ngũ hành thuộc mệnh Mộc, Thạch Lựu Mộc, tức cây Thạch Lựu, tương sinh quả, thủy, tương khắc, hổ, kim. Thạch lựu mộc vốn là loài cây sinh trưởng ở vùng đất sỏi đá khô cằn, nên nó có sức sống mãnh liệt, phi thường. Để có thể thích nghi tồn tại được, chính bởi lẽ đó, nó ảnh hưởng tới tính cách con người mang mệnh này. Người mệnh thạch lựu mộc mang một tính cách đa dạng, không thuần nhất. Họ có lối tư duy, tưởng suy nghĩ kiên định và cứng rắn, ít khi thay đổi nghị lực với cốt cách con người họ, ít ai sánh bằng. Trong ngũ hành, mệnh mộc thuộc mùa xuân, mùa có sự sinh sôi, phát triển của muôn loài. Hành mộc được hình dung như một cái cây, ở đó vừa có sự mềm dẻo, nuôi dưỡng, vừa có nguồn năng lượng tượng trưng cho sự phát triển. Do đó, những người thuộc thạch lựu mộc cũng được biết đến với tính cách, phẩm chất nhân hậu, vốn lương thiện, biết yêu thương, cảm thông chia sẻ. Nữ Tân Dậu mệnh mộc là mẫu người đa tài, họ giỏi nghệ thuật, hội họa, văn chương, nhưng cũng khéo quản lý tài chính hay các hoạt động thương mại. Yêu cái đẹp, nhưng cũng rất thực tế và ham kiếm tiền. Chính vì lẽ đó, nên đôi khi họ thường phải lựa chọn, cân nhắc giữa hai mặt. Phụ nữ tuổi Tân Dậu, phần lớn thông minh sắc sảo, nhanh nhẹn hoạt bát, có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Họ có thể trở thành những người lãnh đạo tài ba hay một nhân viên xuất sắc. Dù ở vị trí vai trò nào, thì tuổi Tân Dậu vẫn có thể phát huy tối đa tài năng, tinh thần trách nhiệm cao của mình. Những người này khéo léo trong giao tiếp, vì vậy họ có thể xây dựng nhiều mối quan hệ làm ăn tốt đẹp. Không ai giỏi thuyết phục người khác bằng tuổi Tân Dậu. Lĩnh vực ngoại giao,
sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Nữ giới tuổi Tân Dậu cũng có thể thử sức trong lĩnh vực thiết kế, sự khéo léo, tỉ mỉ, chăm chỉ sẽ giúp họ đạt được nhiều thành công. Làm việc với những người tuổi Tân Dậu, bạn sẽ luôn trong tình trạng phấn đấu nỗ lực hết mình, bởi những người này rất cầu toàn, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến họ không ưng ý. Điểm yếu duy nhất của tuổi Tân Dậu nữ mệnh khi làm việc đó là quá do dự, thiếu quyết đoán. Điều đó khiến cho họ bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng để phát triển sự nghiệp của mình. Họ phù hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể, bởi đôi lúc họ bảo thủ cố chấp, không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Dù cho có gặp khó khăn vì tính cách này, nhưng tuổi Tân Dậu là những người có ý chí, quyết tâm vững vàng. Họ không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ điều gì. Càng về sau, sự nghiệp càng phát triển, tài lộc càng dồi dào, không lo thiếu thốn về tài chính. Từ 40 đến 45 tuổi là những năm đẹp nhất trong cuộc đời Tân Dậu, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, có được sự nghiệp, cuộc sống như ước muốn, sự mạnh mẽ giỏi giang, uy quyền của họ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Phụ nữ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh thạch lựu mộc, có đường tài lộc không tồi, tiền bạc dư rôi, chẳng lúc nào túng thiếu. Tuy nhiên cũng thường xuyên lâm vào cảnh phá tài, cũng may là tài lộc hết rồi lại có, bản mệnh vẫn kiếm được tiền về tay. Tuy nhiên, con giáp này tốt hơn hết chớ nên cho người khác vay mượn quá nhiều, khả năng nhìn người không tốt, tới lúc cho tiền đi mà không lấy lại được, vừa thiệt thân mà còn vừa mua bực vào mình. Một điểm nổi bật trong vận trình của phụ nữ tuổi Tân Dậu, dù là trong công việc hay trong chuyện tiền bạc, là sự không ổn định. Họ có tài nhưng cũng có tật, thiếu tập trung hoàn toàn vào công việc. Bản mệnh cần học cách độc lập làm việc, chớ nên dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Khi gặp phải chuyện khó khăn, việc đầu tiên mà bạn nên làm đó là tìm cách tự mình giải quyết. Điều đó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn và gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa. Những kinh nghiệm mà bạn đúc rút được sau mỗi lần sẽ trở thành vốn quý mà không gì có thể sánh được, cũng không có tiền bạc nào mua được. Vì thế, đừng tự tay chặt mất cơ hội thăng tiến của mình. Trong cuộc sống, những người này khá chăm chút về vẻ bề ngoài, vì vậy họ sẵn sàng chi trả một khoản tiền lớn để làm đẹp, mua sắm. Tuổi Tân Dậu sẽ không bao giờ trưng diện những món đồ tầm thường, kém độc đáo. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải thật nổi bật với những bộ trang phục lộng lẫy, hợp mốt và không đụng với bất kỳ ai. Tuổi Tân Dậu cũng là người thích đám đông, thích nói chuyện, hay vui đùa, biết cách giải không khí căng thẳng giữa mọi người. Tân Dậu là người coi trọng hạnh phúc gia đình. Tuy rằng đôi khi gia đình khiến họ cảm thấy nặng nề, nhưng bản tính nhẫn nại dịu dàng cùng nguồn sinh lực dồi dào có thể giúp họ vượt qua tất cả. Yêu và được yêu là điều mà phụ nữ tuổi Tân Dậu luôn hướng đến. Họ không chỉ đảm đang tháo vát mọi việc nhà mà còn có thể độc lập xây dựng kinh tế cho mình. Sự mạnh mẽ, giỏi giang, uy quyền của họ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Bạn sẽ ít khi thấy tuổi Tân Dậu rảnh rỗi, bởi đa số họ dành thời gian để phát triển công việc và bản thân mình. Sự chăm chỉ ở tuổi trẻ sẽ mang lại cho họ một tương lai tươi sáng, sung sướng và giàu sang. Tuy nhiên, đôi lúc phụ nữ tuổi Tân Dậu chủ quan làm việc quá sức, bởi vậy họ hay gặp phải những biến cố về sức khỏe. Về sức khỏe, Tân Dậu chứa nhiều kim tính trong tuổi. Khi lớn tuổi, dù kim dưỡng hay suy thiếu chất quả kiềm chế, các bộ phận như phổi, ruột dễ có vấn đề, nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Theo tử vi luận đoán, tuổi Tân Dậu nữ mệnh có số hưởng thọ từ 69 tuổi đến 83 tuổi. Nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Tân Dậu trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Tân Dậu theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Tân gặp Ất là tương khắc. Luận tử vi tuổi Tân Dậu cho thấy điều kiện ngoại cảnh tác động bất lợi, phải nỗ lực hơn mới đạt được thành quả tương xứng. Sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút, có thể là do áp lực công việc. Dù không mắc bệnh nặng nhưng bệnh vặt khó tránh. Bản thân Tân Dậu nên ưu tiên cho sức khỏe, đừng để cho sức khỏe ảnh hưởng tới các khía cạnh khác của cuộc sống. Xét về địa chi, Dậu gặp Tỵ, lâm cục diện tam hợp, báo hiệu có vận quý nhân dượng, làm gì hay đi đâu đều có người trợ giúp,
những ai làm lãnh đạo có đội ngũ tay chân, cấp dưới trung thành được việc, nên ngày càng tiến xa hơn trên con đường công danh, sự nghiệp, tiền bạc ngày một gia tăng, đời sống vật chất đủ đầy. Xét về ngũ hành, ngũ hành bản mệnh và ngũ hành năm tương sinh, vận khí cát lành, thể chất hay tinh thần của Tân Dậu đều tốt, cầu tài đắc tài trong năm 2025. Các dự định mới trong công việc có thể tiến hành trong năm nay. Các tháng từ giữa năm là tháng sẽ kiếm tiền của chủ mệnh, nên tận dụng thời điểm này để thúc đẩy cũng như phát triển công việc. Tiểu kết, tử vi năm 2025 nhận định nữ mạng Tân Dậu có vận trình khá tốt trong năm này. Các phương diện tiến triển thuận lợi với bản mệnh, kế hoạch diễn ra trong tầm kiểm soát, đón những bước phát triển rõ ràng hơn. Trong năm có thể mạnh dạn thực hiện dự định ấp ủ, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Nếu biết nắm bắt thời cơ thuộc về mình, tài lộc của bạn sẽ đẩy lên nhanh chóng. Thứ hai, xem tử vi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2025, tuổi Tân Dậu nữ mạng gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu, còn được gọi là sao Phúc Lộc, là một trong những sao thuộc nhóm Cửu Diệu Tinh, một loạt sao chiếu mệnh mà mỗi người trong đời đều phải trải qua. Sao Thủy Diệu có tính chất là sao vừa hung vừa cát, tuy nhiên cát nhiều hơn hung, vì vậy nó là sao chủ về tài lộc, khí, hay còn được gọi là Phúc Lộc Tinh. Người có sao chiếu mệnh này thường có cơ hội thăng tiến trong công danh và sự nghiệp, cũng có sự dư giả về tiền bạc. Tuy nhiên, sao Thủy Diệu cũng có một số khía cạnh không lợi, đặc biệt đối với nữ giới, nó có thể mang đến những rủi ro liên quan đến sông suối và ao hồ, do đó cần đặc biệt cẩn trọng khi tiếp cận môi trường nước. Xét về ngũ hành, sao Thủy Diệu thuộc ngũ hành thủy, điều này khiến những người có mệnh mộc và kim, khi gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, sẽ có nhiều may mắn và suôn sẻ trong công việc. Tuy nhiên, nếu gia chủ là người mệnh quả, sau này có thể không mang lại lợi ích tốt nhất, do đó cần phải hóa giải để có một năm bình an. Tóm lại, sao Thủy Diệu là một sao với tính chất phức tạp, mang đến may mắn và cơ hội, nhưng cũng đòi hỏi sự cẩn trọng và hóa giải khi gặp phải những khó khăn. Nó là sao tốt hợp cho người mệnh mộc và kim. Người tuổi Tân Dậu mệnh mộc không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn được may mắn về tài lộc, đi làm ăn xa dễ thành công rực rỡ. Tuy nhiên trong làm ăn buôn bán, cần giao dịch rõ ràng, giữ lời nói cẩn thận để tránh tranh cãi và lời đồn thị phi. Sao Thủy Diệu tốt, nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thủy Diệu như sau. Thủy Diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhịn nhục nhớ kiềm hiểm nguy, đạo tặc phản phúc có khi, huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tài gian, nam nữ giận mệnh bất an, tháng 4 tháng 8 bi lụy trần ai. Gian thơ khẩu thiệt có hoài, hành lo bày kế đa mưu với người, tan khóc chẳng khỏi sầu ưu, mất đồ hao của lao đao giữ gìn, gặp người quen lạ chớ tin, bạc tiền mượn hỏi chớ lần mà nguy. Năm 2025, tuổi Cách Thân nữ mệnh, được sao Thủy Tinh chiếu mệnh thì sẽ tìm được hướng đi mới trong con đường công danh, sự nghiệp, giúp mệnh chủ thăng tiến được trọng dụng, mọi người yêu mến. Những người có ý định khởi nghiệp sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong thời điểm này, mệnh chủ sẽ có nhiều cơ hội mới. Để tăng thêm nguồn thu nhập, có thể được tăng lương hoặc tìm được một công việc tay trái để sinh ra thêm tiền. Nếu đầu tư hoặc làm ăn ra thì sẽ kiếm được nhiều tiền và thành công hơn. Nếu được chiếu mệnh thì sẽ gặp được nhiều niềm vui hạnh phúc, tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp. Nếu như còn độc thân, trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ được vui vẻ, gia đạo bình an hạnh phúc. Tuy nhiên, trong năm đương số được sao Thủy Diệu chiếu mệnh là tốt, nhưng vẫn sẽ dễ gặp một số thị phi, rắc rối nhỏ khó tránh khỏi, như khẩu thiệt thị phi, mất đồ hao của, hạn sông nước. Do vậy, song song với thu tài vận, người được thủy tinh chiếu mệnh nên chú ý hành thiện tích đức, có như vậy công đức mới bền, bù lại các năm sau hạn tránh được tai ương. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Tân Dậu theo niên hạn là hạn Toán Tận. Hạn Toán Tận là một trong 8 niên hạn chiếu mệnh hàng năm, lặp lại trong cuộc đời mỗi con người theo một chu kỳ nhất định, ứng với các nhóm tuổi nhất định. Trong 8 niên hạn thì Toán Tận là đại hạn chủ về tiền bạc, tài sản. Hạn này thường đến bất thình lình và ảnh hưởng nặng đối với nam. Viết về tính chất của hạn Toán Tận, trong dân gian vẫn lưu truyền 4 câu thơ lục bát sau. Toán Tận hạn đến thình lình,
đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi, toán tận họa gợi tai bay, văn thơ khẩu thiệt tổn tài ốm đau. Như vậy, toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sự bất thình lình ở đây có thể là bị mất tiền của, dễ xảy ra tình trạng bị cướp giật tài sản khi đang di chuyển trên đường. Nhẹ thì chỉ mất tiền của, nặng thì có thể gây ra tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng, hay hùng hạp làm ăn, dễ bị thô lỗ nặng, khiến công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nặng có thể mất trắng, lâm vào cảnh tán gia bại sản, dễ xảy ra những tai nạn bất ngờ, đặc biệt là đối với nam giới. Đó có thể là tai nạn giao thông, tai nạn lao động, hoặc bị tai biến đột quỵ. Năm 2025, nữ mệnh tuổi Tân Dậu gặp hạn này sẽ nhẹ hơn, nhưng cũng cần lưu tâm để ý đến sức khỏe nhiều hơn. Tiểu kết: các tinh thủy diệu xuất hiện mở ra nhiều cơ hội phát triển cho con giáp này. Các mối nhân duyên tốt đẹp mang tới cho bạn những mối làm ăn thuận lợi, thu nhập tăng tiến. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi. Trong năm cần chú ý hơn tới sức khỏe, đi lại cẩn thận kẻo vấp ngã, tai nạn xe cộ. Thứ tư, vận niên năm 2025 của tuổi Tân Dậu, nữ mạng. Sang năm Ất Tỵ, tuổi Tân Dậu nữ mệnh gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng. Biểu tượng này mang ý nghĩa bất lợi cho công việc, hành sự gặp trục trặc, thậm chí có thể phải bỏ cuộc giữa chừng, đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, phương diện tình cảm khá tốt đẹp, tình cảm vợ chồng, lứa đôi được cải thiện đáng kể, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Chính vì lẽ đó, hãy kiểm soát tốt những áp lực về công việc và chuyện tiền bạc để gia đình luôn được yên ấm. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025, tuổi Tân Dậu, nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi Tân Dậu cần tránh các năm tam tai là Tý, Sửu, Hợi. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ Tân Dậu 1981 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Kim Lâu năm 2025. Năm 2025 Ất Tỵ, gia chủ Tân Dậu sinh năm 1981 là 45 tuổi, tuổi Mụ, sẽ không phạm Kim Lâu. Quan Ốc năm 2025. Năm nay gia chủ Tân Dậu phạm tuổi Quan Ốc, tam địa sát. Phạm Quan Ốc, tam địa sát, có câu tam sát nhân do giai đắc mệnh, làm nhà tuổi này không tốt, gia chủ sẽ dễ mắc bệnh. Thái Tuế năm 2025. Tân Dậu 1981, năm Ất Tỵ 2025 sẽ không phạm Thái Tuế. Trạch tuổi năm 2025. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Tân Dậu 1981 năm Ất Tỵ 2025 là Trạch Lộc. Trạch Lộc là một trong bốn trạch tốt gồm Trạch Phúc, Trạch Đức, Trạch Bảo, Trạch Lộc. Trạch Lộc là tốt, bởi vậy gia chủ 1981 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2025 này. Người xưa có thơ rằng: làm nhà cửu trạch vận từng niên, Phúc, Đức, Bảo, Lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, hư, khốc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là Phúc, Đức, Bảo, Lộc. Các trạch xấu là bại, hư, khốc, quỷ, tử, trừ ra. Tóm lại, năm 2025, gia chủ sinh năm 1981 gặp trạch lộc thì mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Tân Dậu, nữ mạng. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, nữ mệnh tuổi Tân Dậu là 45 tuổi âm lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố. Về ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên cho thấy đây là một năm tương đối tốt đẹp hài hòa. Trong công việc, được quý nhân tam hợp tương trợ, sự nghiệp có nhiều tiến triển khả quan, tài lộc no đủ, gia đạo cũng được sung túc, hứa hẹn có nhiều niềm vui đến với Tân Dậu. Về mặt sự nghiệp, vừa được cục diện tam hợp nâng đỡ, lại thêm nhiều các tinh trợ mệnh, Tân Dậu cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành, chứ không còn cảm giác quá trục trặc, khó khăn cản trở như trước.
Với tính cách dịu dàng, khéo léo và thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí dù là người đã vững chân trong xã hội hay vừa thay đổi công việc, cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, thể hiện tài năng, không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho tập thể mà còn giúp bản mệnh thăng tiến nhanh chóng. Năm 2025 cũng thích hợp cho những ai có ý định đầu tư kinh doanh hoặc khởi nghiệp, người làm lãnh đạo quản lý cũng nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cũng phát triển. Hãy luôn học hỏi thêm các kiến thức mới, cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân viên, bởi điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể, tạo dựng hình ảnh của bản thân. Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi. Dưới tác động của thương quan, đương số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp làm ăn mới. Tuy nhiên, có một vài thời điểm trong năm chịu ảnh hưởng của quan phù, bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn vốn là người có tài sản, song đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh nhé. Về mặt tài lộc, được chính tài các thần tương trợ, lại có tam hợp thái tuế và thực thần chiếu mệnh, vận trình tài lộc của Tân Dậu rất tươi sáng và hanh thông trong năm 2025 này. Nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh buôn bán, tăng nguồn thu phụ. Đặc biệt, dù làm trong lĩnh vực nào, bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ. Nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức, cũng vẫn giành được lợi thế, kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi gia dấp, song bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp. Nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ, và một khi công việc đã đi vào guồng thì sẽ tiến triển rất nhanh, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Cuối năm thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn với năng lực của mình. Bản mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng với tính cách cởi mở chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chạy vào túi đều đặn. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tử vi năm Ất Tỵ 2025 dự đoán tuổi Tân Dậu nữ mạng nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm, gia đạo hài hòa. Vợ chồng duy trì mối quan hệ cân bằng và hài hòa, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau, nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, áp lực cuộc sống đôi lúc khiến bản mệnh Tân Dậu vô tình rơi vào dòng xoáy tiêu cực, tinh thần chán nản và căng thẳng. Những lúc này, bạn nên mở lòng hơn để chia sẻ nỗi lòng với nửa kia của mình. Đây không chỉ là cách giúp bạn nhanh chóng xua tan mệt mỏi, mà còn là cách rất hiệu quả để xây dựng cầu nối giữa hai bên, giúp cả hai thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Người làm cha làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái dưới sự cổ vũ của bản mệnh. Con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Về mặt sức khỏe, bước sang năm Ất Tỵ 2025, theo tử vi cho thấy, đối với các bạn nữ tuổi Tân Dậu, về phương diện sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc rõ rệt. Do bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hung tinh, sự tác động của sao Thiên Du làm cho bạn hay bị đau ốm vặt, đa sầu, đa cảm, nhiều muộn phiền, cơ thể thường xuyên khó chịu. Ngoài ra cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Sự ràng buộc của hạn toán tận làm cho những người mắc bệnh nền, bệnh cũ rất dễ tái phát. Bạn cần chủ động khám, điều trị và có những biện pháp ăn kiêng, điều dưỡng, tập luyện phù hợp với đặc điểm thể trạng và bệnh tình. Đặc biệt không nên chủ quan, lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật, e là sẽ có biến nguy hiểm. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không làm cho các bạn nữ tuổi Tân Dậu có dấu hiệu lao lực, bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, thể lực bị suy giảm, thiếu hăng hái trong cuộc sống.
Việc giải tỏa tinh thần bằng những suy nghĩ tích cực là điều rất cần thiết cho các bạn nữ tuổi Tân Dậu trong năm này. Bạn nên siêng năng tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, đi du lịch, giúp cho tinh thần được thoải mái, hăng hái và sáng tạo hơn trong công việc. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên các bạn nữ tuổi Tân Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mệnh Tân Dậu, sinh năm 1981. Hóa giải sao thủy diệu theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy. Thủy diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào những ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy. Đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng cát khí. Dùng đá phong thủy. Những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói. Mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta, để không phải vướng rắc rối không đáng. Giải hạn toán tận năm 2025. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hồn hạp góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở, làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại. Để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Quý vị thân mến, đầu năm xem tuổi xông nhà là truyền thống của người Việt để cầu những điều tốt lành, an vui và may mắn cho năm mới. Theo đó, người đến xông nhà là những người hợp tuổi, có phúc khí, sống lương thiện thì sẽ đem đến cho gia chủ tài lộc thịnh vượng. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Tân Dậu. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Tân Dậu trong năm Ất Tỵ 2025 là Mậu Tuất 2018 tốt, Kỷ Sửu 2009 tốt, Mậu Thìn 1988 tốt, Kỷ Mùi 1979 tốt, Mậu Tuất 1958 tốt, Kỷ Sửu 1949 tốt, Mậu Thìn 1928 tốt, Quý Mùi 2003 tốt, Quý Sửu 1973 tốt, Quý Mùi 1943 tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Tân Dậu trong năm Ất Tỵ 2025 là Giáp Ngọ 1954 không tốt, Nhâm Dần 1962 không tốt, Tân Hợi 1971 không tốt, Giáp Tý 1984 không tốt, Giáp Ngọ 2014 không tốt, Nhâm Thân 1932 không tốt, Giáp Dần 1974 không tốt, Nhâm Thân 1992 không tốt, Bính Tý 1936 không tốt,
Bính Tý 1996, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Tiếp theo là vận trình tử vi từng tháng của tuổi Tân Dậu 1981, nữ mạng, trong năm 2025, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu 1981, nữ mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, đối với các bạn nữ tuổi Tân Dậu có vận trình tài lộc tương đối tốt. Bạn gặt hái được nhiều tài lộc bất ngờ từ cuộc sống của mình, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhiều người có thể nhận được phong bao lì xì, quà Tết từ người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên của bạn. Về mặt tình cảm, trong tháng này cũng rất lý tưởng. Hầu hết các bạn nữ đang còn độc thân sẽ tìm được tình yêu trong dịp Tết này. Vận đào hoa còn giúp cho các cặp đôi có nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau, tình nồng, ý thắm, cả hai gắn bó khăng khít không rời. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu 1981, nữ mạng. Bước sang tháng 2 âm lịch, do bị ảnh hưởng của các hung tinh cùng giới hạn toán tận, làm cho tinh thần của bạn dễ bị mắc các chứng bệnh như trầm cảm hoặc suy sụp về tinh thần trong tháng. Với một số người có thể chất không tốt thì tinh thần trong tháng này càng tồi tệ hơn. Bên cạnh đó, tiểu nhân quấy phá làm cho bạn không có sức lực để tập trung vào công việc, làm việc thiếu đi nhuệ khí. Điều này dễ dẫn đến năng lượng tiêu cực và những điều xui xẻo liên tục đeo bám. Vì vậy, các bạn nữ tuổi Tân Dậu nên điều chỉnh lại bản thân trong tháng này, đừng để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến tài vận của mình. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu 1981, nữ mạng. Các bạn nữ tuổi Tân Dậu bước sang tháng 3 âm lịch có vận trình tài lộc khá lạc quan. Được thúc đẩy bởi các ngôi sao các tinh, Thanh Long và Thiên Phúc, nhiều người có thể nhận được phần thưởng trong tháng này. Trong tháng có thiên đức các tinh phù trợ, giúp cho các bạn đang làm bên các lĩnh vực kinh doanh, buôn bán gặp nhiều thuận lợi, đạt được nhiều thành tích tốt ở cuối tháng, bạn có thể được nhận thưởng hoặc được sếp khen ngợi. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu 1981, nữ mạng. Vận trình của các bạn nữ tuổi Tân Dậu bước sang tháng 4 âm lịch phát triển tương đối mạnh mẽ. Với sự giúp đỡ của Kim Quỷ, bạn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân tam hợp sẽ dẫn đường, chỉ lối cho bạn có được hướng đi mới mẻ, ngoài ra còn giúp cho bạn xử lý được những vấn đề khó khăn mà bạn đang gặp phải. Tài lộc của bạn cũng có thể được cải thiện khi có quý nhân phù trợ, bạn nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội để thể hiện bản thân thật tốt. Mặt khác, với các bạn nữ tuổi Tân Dậu, cũng nên chú ý lời nói và việc làm của mình, dù may mắn đến mấy cũng không nên quá phô trương, kiêu ngạo, nếu không sẽ bị người khác ghen ghét, đố kỵ và gây ra cho bạn gặp phải những rắc rối. Ngoài ra, trong tháng này, các bạn nữ tuổi Tân Dậu cũng cần chú ý an toàn cho bản thân, nhất là khi tham gia giao thông và đi lại, đề cao cảnh giác để tránh tai họa ập đến. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu 1981, nữ mạng. Bước sang tháng 5 âm lịch, các bạn nữ tuổi Tân Dậu bị ngũ quỷ là hung tinh tác động, một số người có tính tình nóng nảy hơn hẳn, sẽ không tránh khỏi cãi giả hay xung đột với mọi người xung quanh vì những chuyện vụn vặt. Trong tháng có điềm báo, gặp chuyện thị phi, tâm trạng nhiều muộn phiền, do đó nhân duyên của các bạn nữ tuổi Tân Dậu cũng gặp nhiều khó khăn. Các bạn nữ tuổi Tân Dậu nên biết kiềm chế tính cách bốc đồng, nóng nảy của mình, chớ nên kiêu ngạo, nếu không sẽ dễ rước họa vào thân. Công việc gặp trở ngại, cho nên tài lộc của bạn bị tổn hao là điều khó tránh khỏi. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu 1981, nữ mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, sự nghiệp của các bạn nữ tuổi Tân Dậu phát triển mạnh mẽ với sự giúp đỡ của các tinh như Nguyệt Tài, Thiên Phúc, giúp cho bạn có nhiều cơ hội về việc làm để gia tăng thu nhập cho mình.
Đồng thời, hiệu quả công việc cũng được cải thiện, bạn có thể thoải mái hơn với bất cứ việc gì mình làm. Vì vậy, nếu có thể làm việc chăm chỉ hơn trong tháng này, chắc chắn bạn sẽ đạt được những kết quả ngoài sức tưởng tượng của mình. Những bạn kinh doanh buôn bán cũng gặp nhiều may mắn, tài lộc không ngừng đổ vào túi. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu 1981, nữ mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, vận trình sức khỏe của các bạn nữ tuổi Tân Dậu khá tốt. Dưới sự hộ mệnh của Thiên Mã, Hồng Ân, thể chất và sức khỏe của bạn rất ổn định, về cơ bản sẽ không có bệnh tật hay cảm lạnh. Không chỉ vậy, các bạn nữ tuổi Tân Dậu cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, sung sức, làm việc gì cũng dễ dàng. Công việc có nặng nhọc đến đâu cũng không quá vất vả đối với bạn. Điều đó giúp cho bạn vận hành công việc một cách trơn tru hơn và đạt được hiệu quả cao hơn. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu 1981, nữ mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, về phương diện tài lộc của các bạn nữ tuổi Tân Dậu có phần sa sút. Đây là tháng Thái Tuế Án Ngữ, cho nên công việc của bạn gặp nhiều trở ngại, có sự tổn hao về tiền bạc, tài sản. Trong tháng này, ham muốn tiêu dùng của một số người sẽ tăng lên. Bạn thường tiêu dùng một cách phi lý trí trong cuộc sống, bất kể có cần hay không, chỉ cần gặp phải thì sẽ tiếp tục mua những thứ mình thích. Bởi vậy, Tử Vi khuyên các bạn nữ tuổi Tân Dậu nên có kế hoạch trong việc quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý và không được quá xa hoa, nếu không sẽ làm cho tài vận của bạn bị giảm sút. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu 1981, nữ mạng. Trong tháng 9 âm lịch, với các bạn nữ tuổi Tân Dậu, có các mối quan hệ xã giao được cải thiện đáng kể. Với sự trợ giúp của sao Tử Vi các tinh, hoa cái, sức hấp dẫn của bạn với những người khác rất thịnh vượng. Bạn có thể gặp được những người tốt và thiết lập các mối quan hệ hòa hảo, có lợi cho đôi bên. Bởi vậy, đây sẽ là một tháng tốt để cho các bạn nữ tuổi Tân Dậu phát triển và mở rộng mối quan hệ của mình. Bạn có thể đi ra ngoài, tham gia nhiều hoạt động để gặp gỡ nhiều bạn bè hơn. Với các bạn nữ tuổi Tân Dậu cũng đang phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty, bạn có cơ hội được cấp trên cất nhắc, điều này sẽ giúp cho tài lộc của bạn được khởi sắc. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu 1981, nữ mạng. Bước sang tháng 10 âm lịch, các bạn nữ tuổi Tân Dậu có vận trình tình cảm khá tốt, vận đào hoa khởi vượng. Với sự trợ giúp của các cát tinh, làm cho mối quan hệ giữa bạn và người bạn đời của mình trở nên ngọt ngào, thân thiết hơn. Hồng Loan xuất hiện cũng sẽ giúp cho những người đang yêu có cơ hội thăng cấp trong tình yêu. Đây là giai đoạn tình cảm đã chín mùi, và một cái kết cho bạn là hạnh phúc không gì bằng với một đám cưới rực rỡ. Ngoài ra, tháng này với các bạn nữ tuổi Tân Dậu nên chú ý một chút, có thể xảy ra xung đột lợi ích với bạn bè, người thân, bạn cũng nên biết cách giải quyết hài hòa. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu 1981, nữ mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch, với các bạn nữ tuổi Tân Dậu không chịu tác động lớn của các hung tinh, về cơ bản, vận trình tổng thể của bạn khá ổn định. Tháng này, bạn gặp được thiên phúc trợ mệnh, công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, người làm công ăn lương nên cố gắng làm việc chăm chỉ hơn. Bạn có thể sẽ nhận được sự quan tâm từ cấp trên, bạn cũng sẽ nhận được những phần quà, những lời khen ngợi cho những nỗ lực của mình. Đối với những bạn kinh doanh, buôn bán, thì việc kinh doanh, buôn bán cũng gặp được nhiều thuận lợi, các hạng mục đầu tư cho thu về kết quả khả quan, tài lộc cũng được rủng rỉnh trong tay. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu 1981, nữ mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch, đây là tháng cuối năm Ất Tỵ, đối với các bạn nữ tuổi Tân Dậu sẽ tương đối bận rộn. Thời điểm cuối năm đang đến gần, với bạn sẽ trở nên bận rộn hơn, công việc tại cơ quan và cả công việc nhà làm cho bạn gặp nhiều áp lực. Đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, tuy có phần vất vả, nhưng công việc của bạn diễn ra được thuận lợi, tiền bạc thu vào không ít, điều này sẽ tạo động lực cho bạn cố gắng hơn nữa. Các bạn làm công ăn lương, có cơ hội nhận được tiền lương, tiền thưởng hậu hĩnh cuối năm cũng giúp cho bạn thoải mái hơn, an tâm hơn về tình hình tài chính của mình. Nhắc nhở các bạn nữ tuổi Tân Dậu,
cũng nên chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng để bản thân quá lao lực. Mệt mỏi, ốm bệnh lại ảnh hưởng đến tiến độ công việc và các nguồn thu tài lộc của mình cuối năm. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Tân Dậu, nữ mệnh trong năm 2025 này. Người nhân hậu luôn biểu hiện tấm lòng thơm thảo của họ ở mọi lúc mọi nơi. Họ bao dung độ lượng và mong muốn giúp đỡ người khác. Những việc họ làm khiến thế giới mỗi ngày như trở nên tươi đẹp hơn. Những người lương thiện luôn mang bên mình nguồn năng lượng tích cực. Khi thấy người gặp nạn, họ sẽ không ngại đứng lên giúp đỡ. Người ta cứ bảo làm điều tốt cho người khác thì trước tiên mình cũng phải có điều kiện thì mới làm được. Nhưng đó là quan niệm sai lầm, bởi cứ làm cho tốt những gì trong phạm vi mình làm thì bạn đã là người tử tế. Người tử tế thì chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho những người xung quanh mình, mà không cần phải cố gắng đi tìm việc tốt để làm. Trên đời việc bạn luôn đúng không quan trọng bằng việc bạn luôn tử tế. Có thể thấy, chúng ta bị mắc kẹt với mong muốn được công nhận là đúng và mong đợi mọi thứ sẽ hoàn hảo. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi theo thời gian. Việc tìm ra rằng chúng ta đúng hay sai là những gì thực sự gây tổn thương. Tuy vậy, mong muốn được công nhận là đúng đắn không phải luôn bắt nguồn từ nhận thức chân chính, đặc biệt là khi cái giá phải trả đi kèm với sự thiếu tử tế, thiếu kiên nhẫn hay vô cảm. Người tử tế họ không lừa ai, nên họ cũng không bị ai lừa. Nếu thứ bị mất là của mình thì trời sẽ mang nó về cho họ. Họ tin vào thiện ác, hữu báo và chỉ để tâm đến việc thiện. Những gì phải chịu đựng ngày hôm nay họ sẽ được bù đắp trong tương lai. Người xưa thường nói: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, sang hèn thọ yểu, vốn đã được an bài theo thiên mệnh. Trên đầu ba thước có thần linh, những việc làm của con người thần đều ghi chép lại. Đạo trời có luân có quả, thấu hiểu được đạo lý này thì con người ắt sẽ sống trong quan lạc yên vui. Sống thiện lương, khi thấm nhuần những điều đẹp nhất của sinh mệnh, dùng tâm cảm nhận, chúng ta sẽ lĩnh hội được các loại thiện lương khác nhau, làm ấm cho người nhưng cũng làm thơm cho mình. Người thiện lương luôn sống đúng mực, tôn trọng đạo nghĩa, tin luật nhân quả và thiện ác hữu báo. Không ai có thể thoát khỏi vòng quay thiên ý. Khi người khác gặp khó khăn, hoạn dung, khoan dung với người cũng là dành cho mình một lối thoát. Nếu bạn muốn trở nên thú vị, hãy biết sống lạc quan. Nếu bạn muốn được hài lòng, hãy làm người khác hài lòng. Nếu bạn muốn được giúp đỡ, hãy luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Đừng bao giờ khiến người khác không có đường lui. Đời người danh vọng của cải đó thay đổi, nhưng lòng tốt thì không bao giờ mất. Thiện lương giống như xương sống của mỗi người và là cội nguồn của vận may. Làm điều tốt, chúng ta luôn sống ngẩng cao đầu mà không phải hổ thẹn với trời đất. Phúc khí sẽ tự nhiên đến, cuộc sống an nhàn, không có nhiều vướng bận lo âu. Khiêm nhường là việc nên làm. Hãy giữ khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh mặt trời và bóng tối sẽ ngã phía sau. Sống ở đời cũng không phải nhọc sức tranh giành hơn thua với người khác, bởi vì nhường nhịn không phải là yếu hèn, thiện lương không phải là dại dột. Trong tình nghĩa không phải vì quá câu nệ, mà là vì muốn có những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên những người mà bạn của mình. Không nỡ từ bỏ duyên phận và tình bạn bè tốt đẹp này, không nên che giấu tình cảm trong trái tim mình. Trong Thượng Thư, Chu Thành Dương khuyên bảo quân rằng: tất hữu nhẫn, kỳ nãi hữu tệ, hữu dung đức nãi dại, tạm dịch. Nhất định phải nhẫn nhịn mới có thể thành công, có thể khoan dung với người thì đạo đức tu dưỡng mới nâng cao lên. Nhẫn là một loại cảnh giới đạt được khi chúng ta không ngừng buông bỏ. Cái nhẫn của Phật giáo, cái nhẫn của đạo gia, vì chân lý mà có thể buông xả hết thảy mọi thứ trên thế gian, thậm chí xả thân vì đạo. Tâm đại nhẫn tựa như kim cương bất động, vững như thạch bàn. Tu dưỡng là chỉ phẩm chất, đạo đức, trí chất và sự lĩnh ngộ đối với sinh mệnh của một người. Nó là một loại trình độ, đòi hỏi con người phải trải qua một thời gian rèn luyện và bồi dưỡng lâu dài mới đạt được. Một người có tư dưỡng hay không phải căn cứ vào địa vị, tiền bạc và dung mạo mà đánh giá được. Chúng ta thường nghe câu thường thiện nhược thủy, ý nói thiện cao nhất là nước. Một người muốn giữ được bản thân giống như đặc tính cao đẹp của nước thì trước hết phải chân thật. Bản tính chân thật là kho báu trời sinh của mỗi người. Một người có bản tính chân thật, tấm lòng chân thành thì khi đối xử với người nhà sẽ đạt đến mức trí thân, trí hiếu, trí tình, trí thâm. Thân nhất, hiếu thảo nhất, yêu thương nhất và sâu sắc nhất. Còn khi đối với bạn bè,
họ sẽ không có tính toán mưu mô mà luôn trong sáng vô tư và hết lòng. Đối với người khác, họ sẽ có thể khoan dung rộng lượng, không so đo thiệt hơn. Nếu bạn muốn thành công trong thiên hạ, bạn phải chăm chỉ tu dưỡng lòng tốt, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phước đức. Tất cả phúc phận của con người là do quá trình tu dưỡng mà thành. Người tử tế sẽ có phúc khí, trời xanh khắc có an bài tốt nhất. Trong thế giới này, cán cân công lý của vũ trụ công bằng, thiện ác đều có phân ranh giới tuyến, và cái ác chưa bao giờ thắng cái thiện. Tất cả những người làm việc thiện cuối cùng sẽ có phúc báo, bởi vì vạn vật trong vũ trụ tồn tại đều có nhân có quả. Vậy nên, hãy luôn là một người sống tử tế và bao dung hơn trong cuộc sống. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi năm 2025 của tuổi Tân Dậu, nữ mạng. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.